Con ve là mày đứng lại chưa? Chị ơi, chị cứu em với. Có chuyện gì vậy em? Ui, em không có thời gian để thích. Mày đi rồi. Bình tĩnh anh, chuyện gì đó? Chị tránh nó đi, nó là đồ ăn cắp á, tôi phải xử nó. Anh đợi xíu, có thật gì không em? Em lấy cái gì của anh ta? Nó ăn cắp một bộ mỹ phẩm chi của tôi kìa. Có không em? Nè, anh cứ giữ lấy. Xin lỗi anh nha. Mày liệu hồn nó như mày. Sao em lại đi ăn cắp như thế này? Mấy tháng nay em bị thất nghiệp. Bà sắp sinh nhật em gái của em. Em túng quá nên làm việc. Tại sao em không nói với chị? Em có coi chị là chị của em không? Em sợ phiền chị. Thôi, về làm với chị. Chị tin em sẽ không làm cho chị thất vọng. Bên chị có rất là nhiều ưu đãi cho đại lý gia nhập. Và quan trọng hơn là chị tin rằng chị sẽ giúp đỡ được em và em gái của em không còn cực như bây giờ nữa. Đâu chị tôi em ơi. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Em, chị đã cho anh công việc rồi mà. Em ấy lại ăn cắp cái gì bên tiệm của em nữa hả? Ờ, dạ đâu có đâu. Cô ấy á, bây giờ là chủ của cửa hàng bên em rồi. Mà bây giờ lấy chim á, không chịu về lấy chim cái gì vòng vòng à. Chị, đi về lấy chim đi, khách hàng người ta đợi kìa. Mày chủ ấy tao chủ. Ai ơi mà. Em mệt chị quá à. Em khổ quá chị, giờ chị live stream giúp em ơi, khách hàng người ta đang đợi kìa. Con bé này. Ê, chạy. Ôi, đứng lại đi. Đứng lại đi, về live stream nè.